Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin biểu tình lớn ở Washington DC ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Gần 2 tuần sau ngày bầu cử, hàng nghìn người yêu chuộng Tổng thống Donald Trump đã đến Washington DC ủng hộ những tuyên bố của ông Tổng thống Trump về gian lận bầu cử. Đây là một lực lượng được ghi nhận là đông chưa từng có ủng hộ một Tổng thống đã thất cử. Trên trang mạng xã hội, thông tin lan truyền nhanh chóng. Hầu hết các trang Facebook cá nhân đều cho là khoảng 1 triệu người, nhưng đài tiếng nói BBC lại ước tính chỉ vài ngàn người mà thôi. Tuy nhiên, nhìn hình ảnh từ trên cao, người ta thấy cuộc biểu tình này tụ tập rất đông người Mỹ. Trong nhóm biểu tình, người ta nhận thấy các nhóm cực hữu gồm có Blue Boys, một số đội mũ bảo hiểm và áo khoác chống đạn, tay mang cờ quạt, rầm rộ tuần hành. Trước đó, người biểu tình đã tràn đến các đoàn xe của Tổng thống Donald Trump khi ông lái xe ngang qua đây trên đường đến sân Gôn. Hôm thứ Sáu, ông Biden đã củng cố tỷ lệ đắc cử bằng một chiến thắng dự kiến ở tiểu bang Georgia, khiến ông đã trở thành ứng cử viên Đảng Dân Chủ đầu tiên giành được tiểu bang này kể từ năm 1992. Số phiếu đại cử tri của ông Biden vượt quá ngưỡng chiến thắng đến 36 phiếu. Như vậy, ông Trump cần phải lật ngược 38 phiếu mới có thể chiến thắng ông Biden. Nếu như vậy thì ông phải kiện và thắng kiện tại rất nhiều bang mới mong lật ngược được. Điều này, theo giới quan sát là không thể. Hiện nay, báo chí vẫn xem ông Biden là người đắc cử Tổng thống. Đây là hình ảnh người dân ủng hộ Tổng thống Donald Trump trên đường phố Washington DC. Tổng thống Donald Trump không giống với bất kỳ Tổng thống nào đó trước đây. Tuy thua phiếu ông Biden rất xa, nhưng ông ta vẫn không chịu thừa nhận thất bại. Chính điều này đã nuôi hy vọng cho những người ủng hộ ông. Nếu ông thừa nhận thất bại sớm thì chắc chắn không có cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra ở Washington DC như ngày hôm qua. Và những thành viên của Đảng Cộng Hòa đã nói gì về điều này? Cho đến nay, ngoài nội các gồm những người thân hữu của ông Trump lên tiếng bênh vực ông, thì hầu hết những thành viên Đảng Cộng Hòa đều im tiếng về kết quả bầu cử này. Thực tế, những lời tố giác gian lận bầu cử của Tổng thống Donald Trump là không có cơ sở. Dĩ nhiên, nếu muốn được những người Cộng Hòa lên tiếng bảo vệ, thì Tổng thống Donald Trump phải trưng ra được bằng chứng. Đằng này, cho đến giờ, vẫn chưa có bằng chứng nào thuyết phục được đưa ra, nên không thể ai dám bảo vệ ông Tổng thống cả. Vì vậy mà họ đã chọn cách im lặng. Cho đến nay, Tổng thống Donald Trump vẫn không chấp nhận kết quả. Ông đưa ra hàng loạt các thách thức pháp lý ở các tiểu bang quan trọng và đưa ra những cáo buộc không có cơ sở về gian lận bầu cử ở trên diện rộng. Nhưng những nỗ lực của ông cho đến nay vẫn không thành công. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump chào người biểu tình. Các đảng viên Đảng Cộng Hòa im lặng đã khiến ông Donald Trump ở thế thân cô và thế cô. Vấn đề là ông Trump chọn gây áp lực pháp lý để giành thắng lợi này hay thừa nhận thất bại. Nếu thừa nhận thất bại thì sẽ không còn cuộc biểu tình nào diễn ra nữa và thay vào đó là chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ cho Tổng thống đắc cử Biden. Hiện nay, nếu ông Donald Trump vẫn cương quyết không thừa nhận thì sẽ đẩy mâu thuẫn xã hội lên cao và không biết những cuộc biểu tình sau đó sẽ diễn ra như thế nào. Và rất có thể sẽ xảy ra bạo động. Những người thuộc Đảng Cộng Hòa đã chọn cách im lặng, nhưng rõ ràng xã hội vẫn có thể loạn nếu Tổng thống Donald Trump vẫn mãi cố chấp như hiện nay. Và điều gì đã xảy ra tại các cuộc biểu tình như vậy? Million Make Make, từ viết tắt của khẩu hiệu Make America Good Again của ông Trump và khẩu hiệu Stop the Sick được sử dụng nhiều nhất. Những người ủng hộ ông Donald Trump đã bắt đầu các cuộc biểu tình vào khoảng trưa giờ địa phương ngay phía đông Nhà Trắng và sẽ tiến hành đến tối cao Pháp viện. Cùng với những người ủng hộ ông Trump chính thống hơn, các thành viên của nhóm Proud Boys cực hữu và nhóm dân quyền người giữ lời thề cũng tham gia tuần hành. Nhà lý thuyết về âm mưu Alex Jones phát biểu trước đám đông, bị chỉ trích Tổng thống Donald Trump đã phải bảo nhóm Proud Boys rút lui. Đây là hình ảnh khẩu hiệu nhóm ủng hộ Donald Trump dùng để xuống đường. Nói chung, cuộc biểu tình khá ôn hòa, không có gì bạo động. Trước cuộc biểu tình, cộng đồng mạng cũng đã thông báo thời điểm và địa điểm tham gia, nhưng con số 1 triệu người thì chỉ là phóng đại, chứ thực tế không tới. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump có nói rằng ông có thể cố gắng ghé qua chào. Đoàn ô tô của ông vượt qua đoàn người biểu tình đang tụ tập vào sáng thứ Bảy và đi một vòng quanh Freedom Plaza, nhưng tiếp tục đến câu lạc bộ chơi golf của ông ở Stedling, Virginia. Đầu tuần này, trang web của iBird cũng đã hủy đơn đặt phòng của một người bị cáo buộc là thành viên Pro
Boy, và họ nói rằng bất kỳ ai liên kết với các nhóm cổ động thù nghịch này sẽ không có chỗ trên iBoard. Đây là động thái cho thấy một số thành phần xã hội cũng không sẵn sàng ủng hộ việc biểu tình của những người ủng hộ Donald Trump. Chưa hết, người hâm mộ nhạc K-pop của Hàn Quốc cũng đã dùng hashtag Millionaire Cayman trực tuyến để đăng hình ảnh bánh kết để phản đối cuộc biểu tình ủng hộ Donald Trump. Mục đích của họ là dùng những hình ảnh vô thưởng, vô phạt để áp đảo người ủng hộ Donald Trump. Nói chung, nhóm này cũng ôn hòa, không có gây bạo lực đối với những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều đặc biệt là khá nhiều người biểu tình không đeo khẩu trang. Điều này ảnh hưởng đến việc kiểm soát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành dữ dội tại đất nước Hoa Kỳ này. Và dư luận xã hội đã nói gì về cuộc biểu tình này? Người biểu tình cũng có thể được nhận dạng bởi họ không đeo khẩu trang vì nhiều người từ chối tuân theo các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của virus corona. Điều này vừa nguy hiểm cho cộng đồng, vừa không an toàn cho cá nhân. Tuy nhiên, việc không mang theo khẩu trang cũng giúp cơ quan chức năng nhận dạng khuôn mặt cá nhân nếu có xảy ra bạo loạn. Cuộc biểu tình ủng hộ Donald Trump lần này đã bị các nhà phê bình cho là liều lĩnh và vô trách nhiệm. Nó xảy ra khi Hoa Kỳ đang phải vật lộn với số người bị nhiễm COVID-19 tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, với 180.000 trường hợp ca nhiễm mới và 1.400 tử vong được ghi nhận trên toàn quốc trong vòng có 24 giờ vừa qua. Nhưng những con số này dường như không có ý nghĩa so với người tham gia biểu tình đã hào hứng chào đón khi đoàn xe của Tổng thống Donald Trump ngẫu hứng đi vòng quanh quảng trường. Họ đang rất tuyệt vọng khi thấy kết quả bầu cử gây bất lợi cho ông Trump và hoàn toàn ủng hộ những tuyên bố không có cơ sở của ông về gian lận bầu cử và việc ông không chịu thừa nhận thua cuộc. Và dù muốn hay không thì những người ủng hộ này sẽ phải chứng kiến việc Tổng thống đắc cử Biden tiến vào Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1. Và việc Tổng thống Donald Trump thừa nhận chiến thắng của ông Biden chỉ là bởi vấn đề thời gian mà thôi. Đây là hình ảnh rất nhiều người biểu tình không đeo khẩu trang. Và ngay ngày hôm nay thì ông Trump cũng đã thừa nhận thắng lợi của Biden, tuy nhiên cáo buộc với những thuyết âm mưu mà ông đưa ra. Và Tổng thống tiếp tục tranh chấp kết quả bầu cử. Trong một loạt các tweet gửi đi hôm thứ Bảy, ông nói việc kiểm tra các lá phiếu của ông ở Georgia là một lãng phí thời gian và cáo buộc có các vấn đề về chữ ký nhưng không đưa ra bằng chứng. Một cuộc kiểm phiếu bằng tay cũng sẽ được thực hiện ở Georgia vì khoảng cách giữa hai ứng cử viên rất nhỏ, nhưng điều này được cho là sẽ không thay đổi kết quả ở đó. Và hôm thứ Sáu, giới chức chịu trách nhiệm bầu cử nói rằng cuộc bỏ phiếu vừa qua là an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Điều này cho thấy Tổng thống Donald Trump ngày càng đuối và không có lý do nào để ông tiếp tục gây khó khăn cho cuộc bầu cử. Theo giới đánh giá, sự thừa nhận muộn màng của ông Tổng thống chưa hẳn đã làm cho xã hội Mỹ bình yên. Câu thừa nhận thất bại nhưng ông vẫn còn tố là gian lận bầu cử vì vẫn chứa khả năng xuống đường của những người ủng hộ ông. Nhóm của Biden chưa được cấp quyền truy cập vào các cuộc họp giao ban an ninh cũng như được cho vào các cơ quan liên bang và nguồn kinh phí cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực được diễn ra suôn sẻ. Người phát ngôn của ông Biden, Jen Psaki, nói việc thiếu quyền tiếp cận này có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hành của ông Biden. Bà nói, bạn cần thông tin trực tiếp để đối phó với các cuộc khủng hoảng trong thời điểm hiện tại, nhấn mạnh các tác động của đại dịch. Và nhóm của chúng tôi và các chuyên gia của chúng tôi buộc phải có quyền truy cập đó. Thêm tiếng nói của mình và những kêu gọi này, cựu chánh văn phòng của Tổng thống Trump John Kelly nói rằng sự chậm trễ trong việc bắt đầu quá trình chuyển đổi đang làm tổn hại đến an ninh quốc gia nước Mỹ. Nó không phải là một quá trình mà bạn phải đi từ 0 đến 1.000 dặm một giờ, ông nói với Politico. Một số ít nhưng ngày càng tăng, thành viên của Đảng Cộng Hòa cũng đang ủng hộ các lời kêu gọi phải trao cho Tổng thống đắc cử quyền truy cập vào các cuộc họp tình báo hàng ngày. Và cuối cùng thì Tổng thống Donald Trump hôm đầu tiên cũng đã thừa nhận đối thủ của ông Biden từ Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng trong cuộc tranh cử vào hôm 3 tháng 11. Đây là hình ảnh tweet thừa nhận thất bại của ông Donald Trump. Tuy nhiên, ông Trump lặp lại lời tuyên bố vô căn cứ của mình rằng kết quả chiến thắng mà đối phương đạt được là do việc bỏ phiếu đã bị gian lận. Ông ấy thắng bởi việc bỏ phiếu đã bị gian lận, ông Trump đã đăng trên trang tweet như thế. Tin tweet của ông ngay lập tức bị mạng xã hội này cắm cờ cảnh báo là mang nội dung gây tranh cãi. Nhưng rõ ràng đây là một bước lùi. Thời gian sắp tới, Tổng thống Trump sẽ phải thừa nhận luôn cả không có gian lận. Và điều này đối với ông Tổng thống Trump thì không dễ nuốt một tí nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 16 tháng 11 năm 2020 với bản tin
người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình lớn ở Washington, D.C. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.